Kinh. Đấy, Juventus đấy. Juventus quá để buồn Messi, Buller đấy. Bước cầm tia ra thật. Thằng này vừa đá đấy, thằng này mình vừa đá đấy. Tokyo đấy. Dính mẹ. Tê bê là bê cam. Được tội, tôi cũng cộng hang. Tưởng nó có quá chắc. Rồi để xem thằng cộng 2 là kỹ hơn rồi. Sao bóng và trận đấu được quá. Vâng, mình luôn. Em đang quen màu bên kia. Đây rồi. Pé tít rách nát vẫn rồi. Quá là dục mình vô trong người chửi rách nát. Pé tít này chơi cần game chứ phải mở ra. Chỉ cần một cú tấc bóng để qua đó. Sút đi. Đi vào, quá rồi. Đây. Chiêu sao sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội tốt. Cao bắt là sút. Đây rồi. Chuyển xuống. Chuyển xuống. Vãi nổi. Như kia. Có hai thằng Minh. Thằng Minh đẩy cao đội hình lên đá pressing. Thế mà chụp đặt bóng nhanh vãi nổi. Ui dồi. Quái gì đấy. Ui dồi. Thằng này phản ứng chậm mãi rồi. Đây, Pires đây. Quái gì đấy, Messi à. Ui Messi. Messi chạm đấy là văng. Văng bèo. Ui dồi, Kolasinac là quá rồi. Xít, Kolasinac. Ui dồi, này, đủ. Ui dồi, để xe quá. Thật nguy hiểm. Mẹ găng. Vãi second hand toàn hàng chính chủ của Arsenal. Có mở ra không? Vãi rồi. Có mở thẻ ra không? Chỉ có thể là tôi. Rồi, đúng rồi, chỉ có thể là ông. Vãi rồi. Ok, hàng mạnh. Hàng mạnh rồi, nó dê vào. Xa mãi Hà Nội. Lấy được bóng rồi mà. Bây giờ quyền kiểm soát. Nhanh. Bất biến cơ hội của vãi rồi. Vì ra đứng ngáo. Ôi trời ơi. Một phát kiếm. Tính rồi, phát kiếm. Tính phát kiếm tạo cho mình rồi. Chiếu phẩm. Thế là Kolasinac xuống chân phải. Đấy là chiếu phẩm của mình. Vãi Hà Nội. Của anh ta cũng đã sẵn sàng chạy lại ăn mừng một bàn thắng. Siêu con mẹ phẩm. Tỷ số được mở 1-0. Vừa lòng chân phải. Lòng của ai tôi xích thẳng luôn, vãi rồi. Cứ có vẻ trâu. Tư vấn hợp lý rồi. Đúng nhá, không cần VDS, VDS gì nhá, vãi rồi. Cũng bảo ạ. Vâng, cháu lại đá tiền vệ luôn. Trong bản thân đá tới cộng 5 đấy không? Nó sạch ngang luôn. Ngang được kẹp. Mấy trăm nghìn đúng nhất. Ui, 2 triệu. Ui dồi, 2 ông cao lên. Đó nên là một cơ hội. Không thể tin được là không có thằng gỡ hòa trong chúng rồi. Vâng, rất đáng tiếc, một cơ hội tuyệt vời để đưa trận đấu trở về với vạch xuất phát. Đợi bóng từ sau tôi. Phải tí, tuổi tí. Chào. Từ từ, rồi con kẹt. Thấy chưa? Thấy chưa? Thì về đi. Thịt bẹ. Ui, làm. Ui, tối, tối. Messi. Ui, cơ hội là đây. Chờ nó chỉ thế thôi. Đang đang bị nóng hơn. Rồi chỉ có thể là tôi. Vãi rồi. Được. Làm vãi rồi. Không bị nóng hơn. Rồi đừng chăng là tôi xem. Đội gì? Đội là được xem. Dê có vẻ ăn. Dê về luôn. Godin. Ăn câu giờ. Vãi rồi. Rồi, zoom lên, bấm chuyển vội. Bết xinh cái gì quá. Sợ béo luôn. Vâng, anh ấy đã áp sát rất nhanh, bè. Bóng đá ra ngoài sân. Đá nhau ra biên luôn. Mất rồi. Phạt mấy kinh nhé. Đá phạt cho Senan. Bình tĩnh, vãi hẳn không cho. Chơi bóng là một phần của môn thể thao này. Mọi cái thẻ đỏ đấy. Thảm lỗi rồi, một pha sọc bóng vụng về dẫn đến thảm lỗi. Ừ.
đỉnh mấy rồi. Nhưng cả đó là một pha đỉnh chuyển lần lượt thật tuyệt vời. Đấy rồi đỉnh, ừ đỉnh vãi rồi. Đấy thì đỉnh vãi rồi. Chết rồi. Và đây là cú sút. Vãi rồi. Một pha dứt điểm rất tốt nhưng rất tiếc là không còn thắng. Vâng, tôi nhận liệu của tất cả khán giả như tôi đó. Rồi. Godin. Tuổi. Hiệp 1 của trận đấu. Và chúng ta sẽ trở lại với sân vận động Emirates để đến với hiệp 2 của trận đấu. Cái pha xử lý của hậu vệ. Vẫn là sân hai. Vãi rồi, thằng lạm dụng là cái thằng mà ai cũng biết. Anh hỏi vãi là lạm dụng ạ. Tôi là bằng kỹ thuật. Cứ đóng bậy đóng bạ, cầu mong vào ạ. Anh nổi. Vãi rồi, Vera xuất từ giữa sân. Bết. Nãy thằng Kolasinac còn sút được cơ mà. Xàm vãi nồi Kolasinac nữa là gần vào vòng 10. Luis Suarez. Ngon ạ. Úi dồi. Ui mất ra rồi. Ui đuối quá. The Green. Úi dồi. Xử lý mà. Đó là pha xử lý kỹ thuật. Vãi nồi. Quất để mất bóng á. Thật ra không thế. Đấy vãi nồi. Xong rồi hên hên hồi ngáo ạ. Là lại đấy nhá, ông Minh cũng không vào thì thôi. Chân phải á. Thôi. Chạy như thế còn định sút chân trái rồi. Thế mới khó ra cố bẻ lòng không. Bẻ lòng quá ấy. Quái dẫn lên thêm gì nữa. Kìa. Thấy chưa? Vãi lại nhờ ai? Thấy quái. Mình bẫy nó luôn. Rồi. Đó là cách đường. Chuyển quả đấy, ai ấy chưa? Văng cây nữa, một văng ở cây. Đội bóng thiếu lâm. Đạp mình cơ. Có em sạc thằng đấy lại cứ không phải thành đồng đội với kinh. Chạy. Úi dồi. Bà. Úi dồi. Úi dồi. Úi dồi. Úi dồi. Cả đường chạy của tôi rồi. Hải vãi cứt. Đấy. Đấy. Vãi là lại mình lấy bóng. Robin và Pierce. Này. Úi dồi tù quá. Nó trâu vãi nổi. Chậm vãi nổi. Vãi là trâu ạ. Bắt đầu ngoáy tìm góc rút ạ. Lặng mãi rồi, đang tìm đường truyền ạ. Đối thủ phòng ngự rất mạnh em mình. Quyền kiểm soát bóng. Thomas Vermaelen. Úi dồi. Ấn nhầm ạ. Lại em mình ạ. Úi dồi. Đấy. Đi xem. Sút đi. Sút yếu thế. Úi dồi. Tình huống đối rất nhiều. Yes. Vâng. Bảo sao nó sút yếu thế, mãi rồi. Hồi xong rồi. Cơ hội. Hai đội đang làm mất bóng liên tục. Yeah. Đấy, sút. Kìa, kìa. Sút rồi. Quật. Ok. Ok. Kìa, ok. Đội thủ áo quẽ rồi. Vâng, lại là tôi rồi. Quẽ rồi. Chọc đi. Chuyền đi. Quẽ rồi. Đấy. Đấy, bẫy. Quẽ rồi. Vãi rồi. Rất chống mà còn không vào. Vãi thật. Cái thằng này chân phải á. Rồi ông Quân thì cho có huyền thoại hay là được cầu thủ. Bộ 17 cũng giống nhau thôi. Vãi rồi. Trận sự xuất sắc rồi. Hài vãi cứ. Vãi là bị phủi đi rồi. Vãi nó huyền thoại hay là mùa 17 cũng như nhau. Vậy giống mạ. Đây à, vẫn còn thời gian là. Rất nhiều sự lựa chọn. Có cơ hội ngay bây giờ. Lộn. Vãi rồi. Dầu dây. Hết phép rồi. Từ đây, Minh. Xuống đây. Trên xanh rồi.
sai người rồi. Tiền được tiền gỗ ạ. Trời ơi. Sao luôn lần này. Vãi nồi. Nó nóng thế nhở, vãi nồi. Nồi. Vãi nồi luôn là nó nóng ạ, hài vãi cứt. Tại nó chọn chỗ được. Úi dồi. Chọn chỗ quá anh, vãi nồi chắc ấn cái nút chuyển người như trâu ạ. Nhơn. Một cú xoa bóng xử lý quá hay. Và đã cướp được bóng. Đứng ngoài trong kia đợi đá bồi ấy. Chút. Quá đẹp. Mẹ nhưng mà nhường ông. Nhường ông. Vâng, vâng vừa sân luôn. Xe. Nhường. Thấy không? Siêu phẩm luôn. Chắc chắn sẽ giúp các quá kỹ thuật. Hai siêu phẩm trong trận đấu. Bàn thắng bóng như sát muối. Và bước thường bỏ vậy. Xoạc ra đi, xoạc đi. Xoạc ra đi. Đang cầm bóng đâu mà xoạc ra. Rồi có khai thác. Rồi. Không được đâu. Không được đâu. Tôi có bàn thôi, vẫn là bàn tôi mới là đẳng cấp. Úi dồi. Úi dồi. 16 quả. Chính xác một nửa, rõ ràng là do ông Quân. Úi dồi, sút vào.